Kem dưỡng da V7 Toning Light hiện đang là dòng kem nổi tiếng được nhiều chị em tin dùng. Với khả năng dưỡng trắng da, làm mờ thâm mụn và nám hiệu quả, thì kem này ngày càng được chị em giới thiệu cho nhau cùng làm đẹp nhiều hơn. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. V7 có 3 dòng kem với tên gọi khác nhau là V7 Toning Light, V7 Shining Light và kem V7 Pink Toning. Hiện tại thì dòng kem V7 Toning Light được ưa chuộng nhất và phổ biến nhất tại Việt Nam mình. Kem V7 Toning Light là dòng kem dưỡng trắng da, giúp cho da của bạn trở nên sáng mịn và đều màu da hơn. Bên cạnh đó, tính năng được nhiều chị em lớn tuổi ưa thích hơn là khả năng trị và ngừa nám, cũng như trị thâm mụn hiệu quả. Càng lớn tuổi thì da càng dễ bị nám, nên dùng kem dưỡng này để hỗ trợ ngăn ngừa nám, cũng như nuôi dưỡng da luôn được đẹp hơn. Những bạn trẻ hơn thì thích kem này với khả năng lên tông dịu nhẹ, không cần phải trang điểm nhiều, cũng như là được trị thâm mụn hay lắm. Mới lớn và dưới 30 tuổi thì lúc nào mụn cũng nhiều nên dễ bị thâm mụn. Hơn nữa, khả năng tái tạo da, cấp ẩm giúp cho da bạn luôn căng bóng mất mịn, lỗ chân lông se khít hơn. Sau khi dùng kem V7 một thời gian, bạn sẽ thấy da bớt nếp nhăn, căng mọng hơn nên nhìn mặt bạn sẽ trẻ hơn so với tuổi, cũng như mặt nhìn tràn đầy sức sống hơn. Bạn nào da khô thì lại càng nên xài nhé. Kem V7 của Hàn Quốc được nhập về Việt Nam và nhanh chóng được các bạn tin dùng. Vì hãng kem nổi tiếng, chất lượng là sự kết hợp của công nghệ tân tiến của Mỹ và Hàn. Hàn Quốc vốn là xứ sở làm đẹp, nên dòng kem V7 đã không nằm ngoài kỳ vọng của chị em phụ nữ ngay lần đầu tiên sử dụng. V7 Toning Light là kem của hãng Dr. Zart, một hãng kem đình đám ở xứ sở Kim Chi. Chỉ cần nghe đến tên hãng thôi là gần như tin tưởng tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, cũng như sự phù hợp với làn da phụ nữ vùng ôn đới hay nhiệt đới, như ở Việt Nam mình. Kem V7 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.